Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, sau nhiều ngày không phát sinh ca bệnh mới, thì mới đây, huyện Tân Hưng đã ghi nhận 9 ca nhiễm COVID-19 trong một gia đình ở xã Vĩnh Lợi. Trước tình hình đó, hôm qua 22 tháng 9, Bí thư huyện ủy Tân Hưng Lê Văn Hùng đã đến làm việc với ban chỉ đạo xã Vĩnh Lợi để xử lý ổ dịch mới phát sinh. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 9 năm 2021, huyện Tân Hưng ghi nhận 4 trường hợp trong một gia đình dương tính với SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm PCR, gồm sản phụ tên D, tên đã được đọc tắt, sinh năm 1988, mẹ ruột, chồng và em ruột. Sau đó, địa phương đã khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm và ghi nhận thêm 5 trường hợp người thân của sản phụ này nhiễm COVID-19. Hiện 42 F1 liên quan đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngành chức năng cũng đã cho phong tỏa hai khu vực với 28 hộ dân ở ấp Cảng Nga để tiếp tục truy vết và thực hiện test nhanh. Tại buổi làm việc, Bí thư huyện ủy Tân Hưng Lê Văn Hùng chỉ đạo xã Vĩnh Lợi tiếp tục phối hợp ngành y tế, theo dõi, giám sát, khống chế ổ dịch, không để lây lan rộng, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, không được chủ quan lơ là, phải thực hiện nghiêm quy định phòng dịch COVID-19, bởi nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Tại thị xã Kiến Tường, với sự khẩn trương tập trung cho chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19, đến nay thị xã đã tiêm trên 37.000 liều vaccine cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên. Trong đó có hơn 33.700 người được tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ hơn 98% dân số từ 18 tuổi trở lên, và có 3.400 người được tiêm đủ 2 mũi. Hiện nay, thị xã Kiến Tường đang tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm trả mũi 2 vaccine COVID-19 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1. Theo đó, tùy từng loại vaccine đã tiêm và việc phân bổ vaccine của Bộ Y tế, thị xã sẽ tổ chức 4 đợt tiêm ngừa mũi 2 diễn ra từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 7 tháng 11 năm 2021. Ngoài lực lượng nhân sự của 22 tổ tiêm chủng do ngành y tế phụ trách, các xã phường còn quy động lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ công tác tiếp đón, phân luồng, khai báo y tế, sắp xếp giữ khoảng cách, giữ gìn an ninh trật tự, nhập dữ liệu vào hệ thống tiêm chủng ở các điểm tiêm ngừa. Tại huyện Cần Chuột, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức tiếp nhận một số vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư Đà Nẵng Long An trao tặng. Theo đó, công ty đã trao hỗ trợ huyện Cần Chuột 15.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn, 1.000 khẩu trang N95, 500 bộ đồ bảo hộ phòng dịch, 120 chai nước rửa tay sát khuẩn, 500 kính chắn giọt bắn, trị giá gần 65 triệu đồng. Tại buổi tiếp nhận, bà Đào Thị Ngọc Vui, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Chuột trân trọng cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm đồng hành của công ty đối với công tác phòng chống dịch của địa phương. Mặc dù là địa phương có số ca nhiễm COVID-19 cao, nhưng với sự quyết tâm cao, nỗ lực, đến nay Cần Chuột đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh. Thành quả này có sự chung sức đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Bà mong muốn thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục sát cánh cùng huyện Cần Chuột trong công tác phòng chống dịch và nhanh chóng phục hồi sản xuất, góp phần cho sự phát triển chung của doanh nghiệp và địa phương. Thưa quý vị, để hỗ trợ chiến dịch xét nghiệm tổng lực trên diện rộng của thành phố Hồ Chí Minh từ nay cho đến ngày 30 tháng 9, quân đội tiếp tục chi viện thêm 4.000 cán bộ y bác sĩ để giúp lấy mẫu xét nghiệm và chữa trị bệnh nhân COVID-19. Lực lượng tăng cường 4.000 quân nhân gồm cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, học viên đến từ Học viện Quân y và Quân khu 7, Quân khu 9 trước mắt sẽ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh ở cao điểm xét nghiệm truy vết từ nay đến ngày 30 tháng 9. Các cán bộ y bác sĩ này sẽ được phân về 5 trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để làm nhiệm vụ. Từ nay đến ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ lấy mẫu toàn bộ người dân ở các vùng đỏ, vùng cam 3 lần trong 7 ngày theo hộ gia đình. Theo nhận định của ngành y tế, 4.000 quân nhân tăng cường cùng lực lượng hiện có sẽ tăng công suất xét nghiệm lên 750.000 mẫu mỗi ngày. Đây là lần thứ tư thành phố Hồ Chí Minh tiến hành lấy mẫu diện rộng toàn thành phố tính từ cuối tháng 5 2021. Xin được chuyển sang một số nội dung khác. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân huyện Cần Đước khóa 12 vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 2 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện từ nay cho đến cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Cần Đước tiếp tục duy trì các hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong tình hình mới. Trong đó nổi bật là công tác giám sát. Nội dung giám sát đều bám các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện. Với nghị quyết sát hợp với thực tế, cùng với sự quyết tâm cao của huyện đã ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phát triển kinh tế địa phương. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề ra những nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Tiến Quá, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện và thống nhất biểu quyết thông qua các nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022, nhiệm vụ giải pháp tập trung phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021, 9 nghị quyết đề án chương trình. Để chia sẻ, động viên doanh nghiệp cùng nỗ lực vượt qua khó khăn của đại dịch COVID-19, phục hồi sản xuất, huyện Đức Hòa đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp. Đến dự hội nghị có quyền Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Trạnh, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa Phan Nhân Duy. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đến nay, huyện Đức Hòa đã có hơn 12.000 ca mắc COVID-19, trong đó số ca mắc trong doanh nghiệp và khu nhà trọ chiếm 41%. Hơn 3 tháng chống dịch với nhiều quyết tâm và nỗ lực, huyện Đức Hòa đã cơ bản kiểm soát dịch, từng bước mở cửa sản xuất. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đồng tình với các giải pháp phòng chống dịch của chính quyền địa phương. Đồng thời, các doanh nghiệp đề nghị huyện hỗ trợ về công tác xét nghiệm, đào tạo đội ngũ test nhanh tại doanh nghiệp, tạo điều kiện tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân lao động. Bí thư Huyện ủy Đức Hòa Phan Nhân Duy chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp và cảm ơn doanh nghiệp đã đồng hành với huyện trong phòng chống dịch bệnh thời gian qua. Đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch song song với khôi phục sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho 6 tập thể và 1 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến góp ý tại dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm nay đối với một số trường hợp doanh nghiệp cụ thể. Trong đó, đối tượng được áp dụng chính sách này là các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu giảm so với năm 2019. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, mới chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021 thì sẽ không xét tới tiêu chí doanh thu giảm. Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm huyện Tân Hưng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xác minh, kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm khi mới đây địa phương phát hiện một trường hợp hộ chăn nuôi có heo bệnh và chết bất thường. Tại thời điểm kiểm tra hộ anh Phạm Văn Thừa, xã Vĩnh Châu A, lực lượng chức năng xác định trong chuồng có 6 con heo đã chết, và số còn lại đang xuất hiện các triệu chứng như sốt, bỏ ăn, xuất huyết điểm toàn thân. Đội phản ứng nhanh tiến hành lập biên bản kết luận đàn heo của hộ anh Thừa có các triệu chứng và bệnh tích của bệnh dịch tả heo châu Phi, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm chẩn đoán. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, đoàn yêu cầu hộ chăn nuôi tự tiêu hủy số heo đã chết, tiến hành sát khuẩn vệ sinh chuồng trại và tiếp tục theo dõi chăm sóc số heo còn lại, khuyến cáo gia đình không nên tái đàn khi chưa có ý kiến của chính quyền địa phương. Cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 vẫn là mục tiêu quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài các biện pháp giãn cách, làm việc từ xa, nhiều nước đã triển khai thêm một phương tiện phòng dịch hiệu quả khác, đó là bản đồ phân vùng COVID-19 trên thời gian thực. Hiện các bang tại Mỹ đang thực hiện phân vùng bản đồ COVID-19 theo màu sắc và thời gian thực. Cô Diane Hernandez là người đầu tiên trong gia đình xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi. Chồng cô là Nick, là người tiếp theo. Sau khi đi xét nghiệm, kết luận là cả gia đình Hernandez gồm 2 vợ chồng, con trai, con gái và cả chị gái của cô đều dương tính với virus SARS-CoV-2. May mắn là anh Nick đã được xuất viện sau 2 tuần, nhưng cả gia đình anh vẫn phải điều trị lâu dài sau khi nhiễm loại virus nguy hiểm này. Nguyên nhân khiến cả gia đình Nick đều mắc COVID-19 là do thói quen hay đi siêu thị gần nhà, nơi sau đó đã phát hiện ra hàng chục ca F0. Nhưng tất cả những thiệt hại này đều có thể tránh được nếu khu vực nơi gia đình Hernandez sinh sống có bản đồ COVID-19 cập nhật theo thời gian thực. Đây cũng là mô hình được triển khai hiệu quả tại bang Florida của nước Mỹ. Các bản đồ về phân vùng dựa trên số ca nhiễm COVID-19 được cập nhật theo từng giờ, hiển thị theo thời gian thực và dễ dàng truy cập bằng máy tính hay điện thoại. Thông tin dịch tễ hiển thị trên bản đồ dễ quan sát, dễ hiểu, được bố trí theo từng mục cụ thể, như chi tiết về các trường hợp F0, F1, F2, số lượng mẫu xét nghiệm, các cơ sở y tế. Bản đồ cũng hiển thị khu vực nhà của người mắc COVID-19, nơi bệnh nhân đã từng đến, qua đó giúp người dân dễ dàng nắm bắt những điểm nóng để không di chuyển đến, tránh lây nhiễm dịch bệnh, cùng một số nội dung khác. Số liệu cập nhật theo thời gian thực, phân loại bằng màu sắc dễ nhận biết, dễ dàng truy cập từ bất cứ nơi đâu chỉ bằng điện thoại hay máy tính. Đó là lợi ích của bản đồ phân vùng COVID-19 theo thời gian thực.
Đây là một phương tiện hiệu quả giúp phân luồng vùng dịch và cũng là tấm biển chỉ báo hữu ích nhất đối với người dân khi di chuyển trong mùa dịch. Thái Lan đã chuyển sang nghiên cứu các kỹ thuật tiêm khác nhau trong bối cảnh thiếu nguồn cung vaccine. Các bác sĩ ở Thái Lan đã sẵn sàng triển khai tiêm các mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường dưới da thay vì tiêm bắp nhằm tăng cường hệ miễn dịch và cũng như kéo dài nguồn cung vaccine. Bệnh viện Vajira ở Phuket đã được bật đèn xanh triển khai kỹ thuật tiêm dưới da từ ngày 17 tháng 9 vì các thử nghiệm cho thấy việc tiêm dưới da đã kích hoạt phản ứng miễn dịch tương tự như phương pháp thông thường. Trong các thử nghiệm trước, giới chuyên gia y tế Thái Lan cho biết tiêm dưới da chỉ sử dụng 25% liều vaccine so với tiêm bắp, nhưng có khả năng kích hoạt miễn dịch tương tự với tiêm bắp. Do đó, một liều vaccine ngừa COVID-19 có thể dùng cho 5 mũi tiêm dưới da. Cho đến nay, chỉ có 21% trong tổng số 72 triệu người dân Thái Lan đã được tiêm đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Theo quy định mới ở New York, Mỹ, tất cả những ai không có chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đều không thể dùng bữa trong các nhà hàng ở thành phố này. Quy định này không có ngoại lệ, kể cả đối với các nguyên thủ quốc gia chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 khi họ tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Mới đây, hai bộ trưởng nội các Brazil đã đăng tải hình ảnh Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cùng các trợ lý ăn pizza ở lối đi bộ trong tối đầu tiên khi đến New York chuẩn bị dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cho đến nay, ông Bolsonaro vẫn chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, mặc dù trước đó thị trưởng New York Bill de Blasio đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới, đặc biệt là Tổng thống Bolsonaro, cần tiêm chủng trước khi tới dự hội nghị của Liên Hiệp Quốc diễn ra ở thành phố này. Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, du khách đến thủ đô Paris của Pháp sẽ được chứng kiến Khải Hoàn Môn tỏa sáng trong chiếc áo mới. Tấm áo đặc biệt được làm từ 25.000 m², giải phủ màu bạc ánh xanh thân thiện với môi trường. Sự kiện thu hút hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng. Thật tuyệt vời. Với một người dân Paris như tôi, sự kiện này vô cùng độc đáo. Tôi cũng đã từng chứng kiến nghệ sĩ Christo bỏ cầu Pont-Neuf trên sông Sen bằng vải vàng vào năm 1985. Thật là những kiệt tác để đời của ông ấy. Tác phẩm nghệ thuật có vẻ đẹp phù du, hiện đại và lịch lãm này sẽ chỉ tồn tại trong 15 ngày. Sau đó tấm áo sẽ được cắt nhỏ để tặng khách tham quan. Sau 2 tuần, người ta sẽ lại thấy một Khải Hoàn Môn trầm mặc và cổ kính như trước đây. Với mục tiêu giảm lượng rác thải điện tử, Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ đưa ra một đề xuất lập pháp để buộc các nhà sản xuất, trong đó có Apple, sử dụng bộ sạc chung cho các thiết bị điện tử. Cụ thể, đề xuất sẽ yêu cầu tất cả các nhà sản xuất phải đồng bộ đầu nối sạc trên thiết bị là cổng USB-C, cũng như làm cho giao thức phần mềm sạc nhanh của họ có thể tương thích với các thương hiệu và thiết bị khác. Bị tác động lớn nhất của luật mới sẽ là Apple, nhà sản xuất dòng smartphone iPhone, vốn trước đó đã chống lại những nỗ lực của Liên minh châu Âu về tiêu chuẩn hóa bộ sạc, với quan điểm cho rằng điều này sẽ cản trở sự đổi mới. Apple hiện đang sử dụng đầu nối Lightning độc quyền của mình cho iPhone.